Xin Chúa ngày cũng ban ơn sức dầu cho thấy ông bà anh chị em chúng con là những người hát ở trong buổi chiều ngày hôm nay để tôn vinh Chúa nữa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Dạ, trước khi chúng ta bước vào trong chương trình thờ phượng buổi chiều ngày hôm nay, xin mời Hội Thánh hiệp ý với Dạ. cô Tấm Lệ. Cô Tấm Rồi. Lệ sẽ dâng lời cầu nguyện ạ. Xin mời cô Tấm Lệ. Mẹ cảm ơn Chúa, người điều phối chương trình. Xin ban hội đồng hiệp nghị với tôi dâng lời cầu nguyện. Tấm ơi, con xin lỗi tấm tấm tắt quạt gió đi. Lại Chúa, Chúa Trời của mỗi một chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài vì sự hiện diện của Chúa ở đây với mỗi một chúng con. Cảm tạ ơn Chúa buổi tối phước hạnh mà mỗi một chúng con được ở dưới bệ chân của Ngài để chúng con dâng những lời ca, những sự thờ phượng ngợi khen lên cho chính mình Ngài. Nguyện xin Ngài sức dầu ban ơn cho tất cả chị em chúng con khao khát được tôn vinh thờ phượng Chúa, những lời bài ca tiếng hát để rồi tỏ lòng biết ơn Chúa. Và nguyện xin Ngài ban ơn bảo vệ quan phòng tất cả chị em chúng con trong buổi tối phước hạnh này. Nguyện xin Chúa bao phủ chúng con trong dòng huyết của Ngài. Nguyện xin Ngài cũng ban ơn sức dầu cho người điều phối chương trình là Thầy Khải để hướng dẫn ban thờ phượng ca cổ lên cho chính mình Chúa. Nguyện xin Ngài cũng ở cùng mỗi một chúng con. Nguyện xin Ngài sức dầu cho những giọng ca được đến ngôi thiên ân của Ngài. Chúa ơi, xin Ngài luôn luôn đối xem hội thánh của Chúa, đối xem đến thầy tớ của Ngài là một sư Lý Hoài Bảo. Xin Chúa ban ơn sức dầu cho ông, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước để các chức vụ của ông càng ngày lên chốn cao hơn để chăn dắt bầy chiên của Ngài trong những ngày sắp đến. Nguyện xin Ngài là Đức Chúa Trời là đấng quan phòng bảo vệ mỗi một chúng con. Giờ này chúng con dâng lên Chúa cả tất cả những người ban thờ phượng và những người hướng dẫn và tiếp tục trong thánh linh của Ngài dẫn dắt. Xin Ngài luôn luôn ở cùng mỗi một chúng con. Con cảm ơn Ngài, con dâng tất cả những ban thờ phượng và người điều phối chương trình và tất cả chị em chúng con để thờ phượng Chúa. Con tin rằng Ngài rất giàu trong buổi thờ phượng của tối hôm nay. Cảm ơn Chúa và con cảm ơn Chúa và con ngợi khen Chúa và con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm Chúa, cảm Tám. Xin Chúa ban phước lại cho Tám. Dạ, thì giờ này để mở đầu trong chương trình thờ phượng Chúa qua những bài ca cổ trong buổi chiều ngày hôm nay, xin Hội Thánh lắng nghe Bác Tư Sự sẽ tôn vinh Chúa một bài ca cổ và sau đó dì Mười Út sẽ chuẩn bị ạ. Xin mời Bác Tư. Xin cảm tạ ơn Chúa. Buổi chiều hôm nay nhóm lại để tôn vinh Chúa thì con cũng được dự phần cũng hát để kỷ niệm ngày thương khó của Chúa, thì con cũng xin hát bài ca cổ Tình Yêu Cứu Chuộc. Thì xin Chúa cũng đón nghe và tất cả anh chị em trong đường dung mình cũng thưởng thức. Tình nào cao bằng tình yêu Thiên Chúa, tình nào sâu hơn tình của Giê-xu. Xa rồi ngày tháng ưu tư, ơn cha nhìn rồi à. Ơn cha nhận rồi tình yêu tuyệt vời. Thank you.
Giờ này con nhớ đến ân tình cha, ân tình cha xót thương nhân loại tội lỗi. Đưa Giêsu xuống nơi dương trần, nơi cô tha với bao phật hình. Ôi thân ngài tội đàn vì con, hy sinh cứu chuộc nhân loại. Thế nhân ơi, người có thấy không, những lần gói trên lưng Giêsu đã chan hòa máu thấm, những bước chân nặng nề quằn quại bước lên đồi cao, gieo mình trên thập tự để cứu chuộc nhân loài. Chịu đòn gói và sỉ nhục giữa bao người, người thấy không bao đọa đày thống khổ, chắc lên mình đắng cứu chuộc trần gian. Vì con người đã phạm tội và mắc hiểm dâm, quen lặng hợp giữa biển đời gian qua xảo trá, nhưng đớn đau này Chúa phải chịu hy sinh, cứu chuộc chúng con về phải tuôn dòng máu đỏ. Người thấy không Chúa đớn đau quằn quại bước lên đồi cao rồi để chịu nhục hình. Cũng vì tình yêu cho tội lỗi của chúng mình, ôi nhân loại đang sống trong mê lầm xa đọa, chẳng tiếc thương gì đến ăn sủng của trời cao. Chúa ơi, con đã hiểu phần nào tình yêu cao cả, đồi gỗ tha người đã phải gieo ăn, nhưng Chúa đã hứa khi được gieo lên khỏi đất thì sẽ cứu bao người để được đến cùng cha. Cũng vì muốn cứu chuộc một nhân sinh đầy tội lỗi mà ngồi hai phải dáng thế làm người để chịu hy sinh. Tiếng vọng giữa đồi cao nghe thấu thiết, Đức Chúa Trời ơi, sao ngài lìa bỏ con? Và lời cuối cùng của Chúa trên cây thập tử là xin cha thứ tha cho những người tội lỗi. Rồi người từ giá trần gian khi săn sát đã hao mòn, Chúa đã hy sinh và cứu chuộc chúng
Chúa toàn. Người ta đã chôn Chúa trong hầm mộ và cho canh gác bên ngoài, không ai được giáng lai. Ôi môn đồ mỗi người đều sầu não vì không biết được những tai họa gì đều có thể xảy ra. Nhưng Ngài đã phục sinh sau 3 ngày trong mộ, khắc phục tử sinh để cứu chuộc nhân loài. Lịch sử tin mừng phúc âm đã truyền ra giữa muôn người. Rồi gã kiếp nhân sinh trong cuộc sống ba đào, bởi vì Chúa là đấng hành sống đã phục sinh và thắp được sự chết. Dòng huyết báo đã đổ ra rồi để cứu chuộc cho trần gian. Dù cho con người có cố gắng mọi đường tu, nhưng nẻo chết vẫn kéo tiếp nhân sinh vào tiết lộ. Cửa địa ngục chờ ai đang mở ngò, quên Giê-xu là quái diệt cả linh hồn. Con tưởng vọng về cô lô tha năm cũ, ơn con trời đã giáng thế hy sinh. Chúa yêu thương nhân loại đã quên mình, trong ăn sủng con cúi đầu cảm tạ. Con vui sướng trong tình yêu cứu rỗi, mong bao người sẽ trở lại cùng cha, trở lại cùng cha trong phục hòa an lạc, yêu tha nhân theo lời dạy đất cha lành. Yêu thương truyền bá tin lành, hôm xưa Chúa chết cho mình người ơi. Phục sinh Ngài sống lại rồi, ban ơn cứu chuộc niềm vui muôn đời. Amen. Chúa dạ. Cảm ơn Bác Tư. Cảm ơn Tư đã có bài hát tôn vinh Chúa, nói về sự thương khó của Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Thì giờ này chúng ta sẽ, dì Út sẽ tôn vinh Chúa một bài hát và anh Tường sẽ chuẩn bị ạ. Cảm ơn Chúa. Chiều nay được dự phần ca cổ cùng chị em tôn vinh Chúa, xin hát bài Con yêu Chúa. Mời Thánh cùng lắng nghe. Con viết lên đây hết nỗi lòng, dường qua sầu hiu nhắn cây khô. Bao năm dung tố đời đen bạc, nay được cha trời đổi tâm linh
nghe gió reo đêm thâu lùng vào bên sông cửa. Tôi chợt nhớ lại chuyện xa xưa, nước mắt tuôn rơi cay đắng qua rồi. Đã một thời nỗi gì trôi, bao dòng phố cuộc đời. Vào dĩ vãng đau thương, nay đời sống được hơn cha, mang cho mỗi con người không được làm con yêu. Cảm tạ cha đã ban phước cho mình, ân điển ngài cao cả núi gì non. Con biết ơn ngài, Chúa đã đến con. Ở thế gian chỉ là phàm duyên, đến với cha sẽ hạnh phúc nhiều. Yêu Chúa phải yêu hết tạ ơn cha đã cứu con ra khỏi tội. Chúa đã vì yêu con phải chết đau thương, và đổ huyết cho dòng lệ con rơi không thể nói nên lời. Cũng vì yêu cha hy sinh chịu nhiều đau khổ, suốt dương trần ban ân điển cho thế nhân, dẫn dắt con người trở lại tái sanh. Hiểu được tình yêu cha nhân tầm chỉ thấp, đã ban tất cả cho con không hồi tiếc. Dìu dắt lạc đàn tìm về bên chân Chúa. Một lòng kính dâng
tình yêu đến Chúa suốt đời con. Con yêu Ngài cứu Chúa thánh khiết, hết lòng thờ Chúa kính mến. Vui bên Ngài nay đổi mới như cành hoa tươi, sống vui bên Ngài nay đổi mới như cành hoa tươi. Cảm tạ Chúa đã đem con từ chốn tối tăm trở về nơi sáng lan, chăm sóc yêu thương từ lúc con chưa nhận biết ơn. Bao năm qua con sống trong tội lỗi đó đây, mỗi ngày con nhận hưởng ơn từ cha thiên thượng, nhưng cứ tưởng rằng do tài sức làm ra. Đời luôn gian khổ bông ba, không nhận biết có Chúa bên cạnh yêu thương bồng. Chúa đã mở lòng cho con và bài thơ, nhưng con vẫn dựng dưng như không biết Chúa từ bao giờ. Giờ hiểu được tình cha yêu lay la, con trở về mong cha hãy thương tha, nhắn thập hình bạn cho con ân về, được làm con yêu dấu của cha. Đã sớm bỏ những đam mê danh ngôi và thỏ lòng ơn thương Chúa ban cho, xin biến đổi giúp con rời xa hình tượng, không còn những ước mơ ảo vọng xa vời. Thờ cha chỉ thánh muôn đời, trọn đời yêu Chúa phước lành cha ban. Đời là cõi tạm trần gian, trở về với Chúa thiên đàng vinh quang. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thánh lắng nghe. Amen. Cảm Chúa, cảm nhiệm Úc đã có bài hát tôn vinh Chúa. Dạ, bài hát nói về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời anh Tường tôn vinh Chúa bài hát và Dũng 10 sẽ chuẩn bị ạ. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy Khải ạ. Dạ, buổi chiều ngày nay con cũng được dự phần thì con xin hát bản một ca cổ để tôn vinh Chúa. Bản một ca qua tựa đề hay khi Chúa sống trong ta. Dạ, con xin mời các cô chú và anh chị em cùng nghe. Sương gió mai còn vắng vắng đó đây, gần núi đang mơ màng. Lão sao trong gió tiếng chim đón chào bình minh, mang trời lớn gió tan tiên dài, mang trời lớn gió tan tiên dài. Người ơi hai mà của gió tâm hồn về hướng đông, cho mặt trời chân lý tràn vào gàng gào. Ai để cho lòng mình mở ngõ niềm mênh mang, mai đem sức sống đến cho đời. Thank you.
tin vui mừng ấy đã lan tràn khắp đất, xúc động nào làm trái tim tôi. Ôi mặt trời đã mọc lên xua tan đêm dài tóc tôi, bóng chết không còn dọc phố nơi nơi. Màu xanh đã nhập tâm cho nhân gian, dương lên đất trời đẹp cao trong sáng. Nói mộ trong không như đã nói thay lời, tôi đừng khóc nữa những giọt sầu tiếc dòng giữa lúc mặt trời đang bằng sáng thầm nhìn quang. Khi dòng như màu sắc bao phủ không gian, vì Chúa không chết mãi chỉ hận thù thương nhau. Ôi tình thương lúc sinh đã dàn vào sống mày, để chết mỗi đời còn nó nhân câu ca. Đôi khi nhân chúng ta mệt mỏi giữa cuộc đời, chết chẳng được tiếng tí xa xôi, nghe trái tim mình như nước nở dầu thương, thở lẽ loi trong đêm trường. Bạn ơi có hay chăng bao lần rồi bên cạnh Chúa là bạn đồng hành im lặng. Bao nhiêu lần Chúa hiện diện bên ta để ngôi an chú yên dài bài. Thế mà ta cứ thở dài, chẳng hiểu ai đang nhung lối. Cứ ngờ Chúa nhân nằm trong bộ sâu tâm tôi. Hỡi người ai lắng nghe nữ nhân ơi ai, để hiểu rằng Chúa dần bên ta, để trên đường dài tiếng hát gian xa. Người ơi xin lại lắng tai nghe tiếng nhân từ ấy, để tin chắc rằng đã bước ra khỏi mộ phần tâm tôi, đã sống lại nhoáng vinh và cùng ta chung lối chung đường. Này đặt tay mình vào dấu đinh tay Chúa, để biết tình ngày sâu nặng đến bao nhiêu.
ôi rồi chân của con trời cao cả, cuộc cũng chết để đền ngồi tay người và sống lại cũng vì ta. Từ đây trên dặn đường xa, bước đi bên Chúa bọn ba chẳng ngại ngần. Sớm gió mai còn dặn dặn đó đây, gần núi đá mờ mờ, lao sao trong gió tiếng chim non chào bình minh, mang cây lên gió tan đi dài, mặt trời lớn núi mặt trời công nghĩa rồi sáng tâm linh cho cuộc sống cả đời. Nếu có ai muốn về phủ Chúa cùng sinh thì xin được đi vào một cuộc đời người có đông tình thương vương ngập tràn, khi có Chúa sống giữa tâm hồn và trong mãi trong đời ta. Amen. Cảm Chúa, cảm ơn Tường, cảm ơn Chúa vì bài hát nữa là Chúa ngài sống ở trong chúng ta. Cảm ơn Chúa vì quả thật Chúa ngài đang sống ở trong chúng ta. Bây giờ chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa mà là Đấng Christ sống ở trong chúng ta. Cảm ơn Chúa. Giờ xin dùng 10 sẽ tôn vinh Chúa bài hát và bác Bảy Hùng hãy chuẩn bị. Giờ xin mời dùng 10 ạ. Cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay được chịu phần tôn vinh Chúa bài hát dụng cổ. Chúa dẫn đợi chờ, xin mời thánh lắng nghe. Ơi tháng năm sống cạnh đau mà đi lo vẫn vui trong tâm tôi, giữa chợ đời này cám dỗ theo lối trong quan đạo, luôn đè nặng tâm tư, vì thiếu vắng cha đã đem lại cho con đau khổ tận cùng, hai con giờ thâu hiểu sông gió ba đạo mãi dây phụ đời con, biết tìm đâu ra có được bình an, đời con mãi thêm sầu như lá mùa thu rơi rụng tiêu điều, ở thế gian này có ai thoát tội, biết bao cuộc đời
đau khổ gì tham. Tiếp trong nhân sinh biết bao khổ nào, lối ngõ dương gian mang lại tội hình. Mau bước quay lưng, về với cha. Cảm tạ Chúa đã đưa con trở về bờ bến cù. Vì những năm qua con đã sống xa ngày. Cuộc sống con tội lỗi suốt năm dài, cứ ngỡ đời mình như diều gặp gió, cho như cung trời như én lửa bay cao. Có ngờ đâu gặp trong tố gió giông, như cuộc sống thế nhân cha giàu tội lỗi. Điều đức giấy gọi xa cách Chúa yêu thương, nhưng Chúa vẫn đợi chờ giang tay chào con. Dù gió bụi thời gian làm lòng người thay đổi, nhưng luôn mãi trong cha hình ảnh đứa con thờ. Tình yêu Chúa quá bao la vĩ đại nhân từ, đã tha thứ mà còn ban ân điển cho con được về sum họp với cha. Cha thương yêu chăm sóc những ngày qua, biết từng bước con đi vào mùa thu lao qua. Con đã quên mặt bước đi trong thống kê, để cha mỏi mòn chờ đợi đứa con ngoan. Tôi lắng nghe đêm khuya lời ai hòa gian đêm tối, nhiều tiếng cha yêu thương buồn thương tìm kẻ tha. Ngồi đang còn tha phương về bên cha ơn Chúa trời, tình của ngài bao la, lòng vị tha Chúa cha nhận. Cũng chính tình yêu mà Chúa đã lìa ngôi cao giáng thế, rồi chịu chết đau thương để đền tội cho nhân rồi. Rồi đến ngày cùng vị tình yêu mà Chúa vẫn đợi chờ, muốn đứa con trở về trong đường lối Chúa,
đó là phước hạnh muôn vàng những ngày tháng trong cha. Dù cuộc sống con ở thế gian không có vàng son, nhưng đời sống có cha là phước hạnh thôi. Vì Chúa đã ban cho con tim ôi tình cha thương con mãi mãi trong đời. Giờ đây con thấu hiểu được tình cha, bao năm tham dòng chất chồng xa chua, cuộc sống đảo điên đầy phong to, những con thuyền gặp phải lưỡng sóng to, mãi lên đơn trôi nổi giữa đại dương, nay được quay về khỏi bến sâu khỏi rồi. Cha vẫn đợi chờ vì tình yêu cao cả, con đã phạm tội với ngài và thối bỏ tình cha, kính mong cha thứ tội cho con được trở lại dòng hai vinh hiển của ngài. Qua rồi năm tháng đỏ đài, tay ngài dân gia đưa con trở về. Nay con phước hạnh mỗi ngày, tình yêu cha thanh càng đầy trong con. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Thánh Long nghe. Cảm ơn Dì Mười. Xin Chúa ban phước cho Dì Mười. Dạ, xin mời bác Nguyễn Hùng sẽ tôn vinh Chúa bài hát và Dì Mười sẽ chuẩn bị ạ. Cảm ơn Chúa. Hiện nay xin hát tôn vinh Chúa bài hát của tựa đề là Điều Răn thứ năm. Mời Thánh Long nghe. Bằng làm con thơ, yêu người Chúa, yêu cha mẹ, nhớ chăm sóc. Rồi mỗi ngày cha buồn lo lắng, chăm tay yêu cầu, cùng ba ơi Chúa chân cao, bước chân Chúa con mạnh làm cho con thờ mong lớn không ơn. Chúa ba cứ cần anh cha, tình cha thắm sâu ngày xưa. Tình cha mẹ luôn nuôi đắng yêu thương, chăm lo cho đàn con thơ. Một ngày cha đi trần gian, con nhớ thương đời trong hai. Nhớ ngày xưa tôi sống trong một gia đình êm ấm, có mẹ cha chăm lo chăm sóc bên ngài. Đó
xin cha mẹ cho con như lòng đông đầy. Đã bao lần con làm cha mẹ buồn mãi nhi, vì không hiểu tình yêu tha thiết của mẹ cha. Dù gia đình mình có thiếu trước không sao, nhưng cha mẹ vẫn nặng tâm trong đời to, luôn lo cho con áo ấm trong nó. Mỗi đêm về canh đắp chăn cho con được ngắm. Cảm tạ Chúa đã ban cho con mẹ hiền đang kính, đã hy sinh lo cho các con cuộc đời mình. Lời Chúa dạy khiến sâu đậm những ân tình, dù cuộc sống thế gian đầy đau khổ, cha mẹ mỗi ngày dâng nó nụ cười. Dù đường đời đầy bao khó khăn, đầy sức Chúa mẹ cha trong chủ thương, như chim hương bay lượn trên bầu trời trong mỗi cánh, che chở cho con mình như bão bát mưa xa. Hãy dừng làm yêu dung, ơn xin làm cao lớn ngon ngàn, một lòng kính yêu đồng trên dương núi nắng ngày đêm. Ơn cha trời ban cho kẻ có lòng xin Chúa dung yêu, tâm đời cuộc đời trong tay Chúa cho mọi người con. Lời Chúa dạy yêu thương cha mẹ ngươi đã được sống lâu trên đất. Khi cha mẹ đang còn sống ở đừng cha mẹ cha mất đi thì đã quá buồn à. Khi cha mẹ đến tuổi già thương yêu, hãy nhớ luôn luôn chăm non chân sâu, an ủi cho người những lúc ốm đau. Đừng làm cho cha mẹ buồn nỗi bằng lúc già, không đủ giúp cho mình khi đôi tay cũng gầy, có làm được cái gì cũng đừng đau khó đêm ngày. Tình yêu cha mẹ như chuyện trời đây lắm, luôn che chở cho con khi gặp bóng ma vào lâu. Nay không giúp được gì khi tôi đã già buồn, chỉ biết nguyện cầu cho trẻ có tương lai, còn làm gì được khi nỗi đây cũng dày. Cha cũng lo sợ đàn con yêu rời bỏ đơn bước đi, bây giờ ơn gãy che
nay mắt mở tay nhìn chân đi gặp gần. Bao năm bao còn ai đốc đã bàn. Bao năm lao cò chỉ cô giờ tâm mất kiếm đuổi đời quá nhanh. Chánh lòng tôi vẫn đơn giản thiếu con bác đại chỉ đành để gơi. Cảm Chúa, mẹ cảm Chúa cảm bác bảy, xin Chúa ban phước cho bảy bài hát cho chúng ta là bài hiếu. Cảm ơn Chúa. Để xin mời dì Mười sẽ tôn vinh Chúa bài hát và chị Nga sẽ chuẩn bị. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa mà chiều nay tôi được dự phần tôn vinh Chúa qua bài hát là sự thương khó của Ngài. Xin mời quý hội thánh cùng hòa lòng với tôi ạ. Mưa rơi rơi lá úa rụng đầy bên hiên, lòng bồn chồn không yên vì ai Chúa hy sinh trên thập tự xưa người phải treo mình bởi vì thế thái nhân tình. Từ cõi lòng người tham kẻ gian, sao chẳng tiếc thương xót chia niềm đau. Chớ vì tiền gây thêm xấu xa, Chúa đã vì ta gánh lấy bao đòn gồm. Cơn mưa thì đã cứ rơi hoài trên yên gian, Chúa đã hy sinh trên thập tự giá năm nào. Lệ còn rơi trong cảm xúc nghẹn ngào, Chúa chịu cực hình vì lòng người gian trá, cũng bởi cái sự sang giàu mà đánh mất lương chi. Tiền tài danh vọng để mà chi, chỉ thỏa mãn nhu cầu mình ham muốn. Khi họ thấy Ngài bị quân lính kéo lê mà không chạnh lòng vững vững không hề thương xót. Khi đứng trước mặt vị quan tên Phi Lát, ông chẳng thấy tội chi đã giáng xuống cho Ngài. Chúa nhìn đám đông nhưng chẳng muốn tỏ bài, vì Ngài biết ý cha Ngài muốn phải chịu tù đài cha tấn đòn roi, để cho loài người được sống an vui và cứu rỗi trần gian đang chìm trong tâm tôi. Ngài không hề quên la khi nhục hình đau đớn, lúc bị nhục hình đến thịt nát da tan. Thank you.
cây thập giá nặng hoàng trên vai chúa. Đồi gô tha ẩn hiện vừa nơi xa, bao nhiêu người nhìn chúa bước đi qua. Mau lệ chúa nhạt nhò trong khóe mắt, từng bước ngài cố giác trên vai cây thập từ. Đồi gô tha như ẩn hiện cuối chân trời. Dân chúng hùa nhau quỷ nhỏ chẳng tiếc lời, hai tên cướp cạnh bên cười nhạo ban, hãy tự cứu mình đi hỏi vua Du Đa. Bỗng chốc mây kéo về gió mạnh thổi qua, bức màn nơi đền thờ giờ đây bị xé. Chúa Giêsu kêu la thảm thiết, cha ơi việc con đã chọn rồi, ngài chúc hơi trà. Hỡi thế gian sao chối bỏ tình yêu Thiên Chúa, đấng nhân từ là đấng của sự yêu thương. Bao năm rồi tôi cứ mãi dấn dương, Chúa Cha, bởi phước ân ngài không ngừng tuôn chảy, để tôi và anh sống mãi trong hạnh phúc an bình. Ghi nhớ hồng ân tình yêu của Chúa chân châu không bì, chắp tay thành kính nguyện cầu thế gian có Chúa khắp miền an vui. Cảm tạ Chúa vì hội thánh hòa lòng với bài hát. Amen. Cảm Chúa, cảm dịp mời. Chúa không phước cho dịp mời. Dạ, xin mời chị Nga sẽ tôn vinh Chúa bài hát và dì Loan hết chuẩn bị ạ. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn hội thánh. Buổi tối hôm nay con cũng xin được tôn vinh Chúa bài hát Ý Cha Được Nên. Con mời, xin mời cô chú anh chị em cùng nghe. Một bóng sống trong mơ màng.
xin sử dụng con để giao truyền chân lý
lại chúng tôi nhau lần. Xin Chúa giúp con biết một vụ người đau khổ, yêu thương chiều đừng qua nhà đi sân. Khi gặp cô sao luôn biết nguyện cầu, xin ban cho con niềm tin mạnh mẽ. Lúc gặp sóng gió luôn giữ đức tin, đôi diện vào trong lòng con sâu đau đớn. Nắm chặt tay cha vượt qua ngàn thử thách, giờ trong sạch về chốn thiên đàng. Ông cha luôn thờ thánh tri, sống theo ý Chúa để lòng Chúa yêu. Mỗi ngày thức hành thi nhiều là điều Chúa đời chớ quên. Amen. Cảm Chúa, cảm Chí Nga, Chúa ông Phước và Chế. Dạ, xin mời dì Loan sẽ tôn vinh Chúa bài hát và sau đó chúng ta sẽ nghe lời Chúa qua mục sư Andrew. Mời dì Loan ạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chiều hôm nay Chúa cho con cùng với chị em tôn vinh thờ phượng Chúa qua bài ca tân cổ Tình Yêu Trên Vô Tha. Mời thánh cùng nghe. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cả em. Mấy sau cô kinh đòi thương con, Đức Chúa ngồi hay chết tòa tường, thập tử chiếu mình dòng huyết đồ. Mỗi ngày quá càng
chìm đắm chôn lời danh, thấy đàn chiến dài Chúa đau lòng rơi lệ. Ngài ngắm ngồi thương cho đàn chiến lạc khi lìa, chẳng không tìm được con đường cứu rồi. Tiệp lực tàn vì những bóng
dù bị cực hình trên thập tự đau thương, Chúa vẫn xin tha cho kẻ đã giết con. Bỗng lúc ấy tiếng sấm nổ gần gian, Chúa Giêsu nhắm mắt dâng hồn linh cho Cha trời. Mây trôi che phủ đồi cao, Chúa ban ân điển thương giao với Ngài. Bức màn đền thánh xé đôi, ban ơn cứu rỗi cho người thế gian. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thánh luôn nghe. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn dì Loan. Dạ. Chúa ban phước lại cho dì Loan ạ. Dạ thì giờ này chúng ta sẽ chuẩn bị nghe lời Chúa qua mục sư Andrew. Dạ xin hội thánh hiệp ý với con cầu nguyện. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được nhóm lại trên phòng Zoom này. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có cơ hội để rồi chúng con thờ phượng Ngài qua những bài ca cổ. Và giờ đây chúng con lại được học lời của Ngài qua mục sư Andrew nữa. Xin Chúa Ngài ban ơn sức dầu trên ông. Xin Thánh Linh Ngài ở trong ông. Ngài sử dụng môi miệng ông để rồi dạy dỗ lời Ngài cho thầy chúng con. Xin mở tâm, mở trí, mở lòng của thầy chúng con để chúng con nghe, gìn giữ và làm theo lời của Ngài nữa sai. Nguyện danh của Chúa được vinh hiển qua hết thảy chúng con là hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa Ngài cũng ban ơn sức dầu cho cô Quỳnh Giang là người sẽ phong dịch trong buổi tối ngày hôm nay nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng hết chúng con trong tay của Ngài và chúng con hiệp ý cầu nguyện. Nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Dạ xin mời cô Quỳnh Giang. Amen. Amen ạ. Hallelujah. Hallelujah. Xin chào to everyone. Xin chào tất cả mọi người ạ. It's good to be back with Thiên Ai Church come out again. Một lần nữa rất là vui mừng và hào hứng lại được quay trở lại với Hội Thánh Thiên Ái. Right, greetings from Malaysia to all of you. Tôi xin gửi một lời chào đến tất cả anh chị em từ Malaysia. Yeah, I pray that all of you are well and rejoicing in the Lord. Tôi cầu nguyện để tất cả anh chị em của chúng ta đều vui mừng và thỏa nguyện ở trong Chúa. So greetings firstly to Pastor Bao and all the leadership in Thiên Ai Church. Lần đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào đến Mục sư Bảo và tất cả những anh chị em trong vị trí lãnh đạo của Hội Thánh Thiên Ái. It's a privilege, it is an honor to share the work of God with you tonight. Và đây thực sự là một cái vinh hạnh cho tôi để tiếp tục được chia sẻ lời của Chúa cho tất cả anh ông bà anh chị em. I'm always excited whenever I'm in a Vietnamese service. Hallelujah. Lúc nào mà tôi có cơ hội để chia sẻ với các anh chị em tín hữu là người Việt Nam thì tôi cũng đều hào hứng cả. And thank you Sister Giang for your translation tonight. God bless you, God anoint you. Yes. Thank you Pastor. Amen. Amen. Tonight my message is going to be a very short message. Buổi tối ngày hôm nay thì sứ điệp của tôi sẽ khá là ngắn đấy. And I pray that as you listen to this word of God, God will speak to you through His Holy Spirit. Và tôi cầu nguyện rằng khi mà tôi chia sẻ sứ điệp này, thì chính Đức Chúa Trời thông qua lời của Ngài sẽ phán và sẽ bày tỏ riêng với từng ông bà anh chị em. The message, the title of my message tonight is Brokenness is God's requirement for maximum usefulness. Và sứ điệp ngày hôm nay của tôi có tên gọi rằng là sự tan vỡ hay là một tấm lòng tan vỡ, đó chính là cái yêu cầu của Đức Chúa Trời để Ngài có thể sử dụng một con người một cách tối đa. Right, if you have your Bible. Nếu mà ông bà anh chị em chúng ta có Kinh Thánh ạ. Can you turn to the book of Psalms chapter 34 verse 18? Ông bà anh chị em chúng ta hãy cùng nhau dở ra trong sách Thi Thiên chương 34 câu 18. And also Psalms chapter 51 verse 17. Và cũng như là Thi Thiên 51 câu 17. Right, we're going to read Psalm 34 verse 18 first and then followed by Psalm 51 verse 17. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau Thi Thiên 34 câu 18 trước rồi sau đó thì sẽ đọc Thi Thiên chương 51 câu 17 sau ạ. Right. Psalm 34 verse 18 says what? The Lord is nigh unto them that are of a broken heart and
save such as he, such be of a contrived spirit. Thi Thiên chương 34 câu 18 nói rằng Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thấm hối. Right, in Psalms 51 verse 17. Và Thi Thiên 51 câu 17 thì lời của Chúa nói rằng sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm linh đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thấm hối, Chúa không khinh dễ đâu. Hallelujah. It says the sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrived heart, O God, thou wilt not despise. Lời Chúa nói rằng là lòng đau thương thấm hối thì Đức Chúa Trời sẽ không khinh dễ đâu ạ. My brother, my sisters, God is looking for people who are humble, who are willing to be a servant, who are willing to just, you know, empty themselves to God. Ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời tìm kiếm những người có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình trước Ngài và ăn năn thống hối để phục vụ Ngài. You see, what is the meaning of contrived spirit? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về một cái tấm lòng đau thương thống hối ạ? Contrived spirit means when you come before God, you show sincere repentance and you say, Lord, I'm really sorry, I need you. Chúng ta có thể hiểu về cái tấm lòng ăn năn thống hối đấy chính là một cái tấm lòng mà khi ông bà anh chị em đến trước Chúa của chúng ta thì chúng ta nói rằng là Chúa ơi, con xin lỗi Ngài, con ăn năn và con cần có Ngài trong đời sống này. The Bible says God receives those who are proud. Và lời Chúa nói rằng là Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo. But he will leave those who are humble. Nhưng mà Chúa lại ban ơn cho những người khiêm nhường. You see, in order to be used by God, you know, we need to empty ourselves. Và để Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta thì chúng ta cần phải làm trống rỗng chính mình. We need to put aside all our pride, you know, our earthly thinking, our natural thinking, and empty it and let it go. Và để Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta thì chúng ta cần phải đặt sang một bên tất cả những cái sự kiêu ngạo của chúng ta, tất cả những cái lối suy nghĩ của thế gian này, tất cả những cái điều của trần tục thế gian, con người tự nhiên ở trong tâm trí của chúng ta cần phải được loại bỏ. It is only when we empty ourselves, only when we confess to God, God, I need you, without you I cannot do anything. Và chỉ khi nào chúng ta thực sự được làm trống và chúng ta nói với Đức Chúa Trời, chúng ta bày tỏ với Ngài rằng là Chúa ơi, ngoài Ngài ra nếu mà không có Ngài thì con không thể tồn tại được. That's when you do that, that's when God begin to fill you with his power, that's when God begin to use you. Và khi mà chúng ta bày tỏ cái điều đó, chúng ta nói điều đó với Đức Chúa Trời thì đó là khi mà Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy chúng ta bằng năng quyền của Ngài và Chúa Ngài sẽ bắt đầu sử dụng ông bà anh chị em. Right, our Lord and Savior Jesus Christ did that. He emptied himself. He said, God, your will be done. Và giống như là lời của Chúa Giê-xu nói đúng không ạ? Khi mà Chúa Giê-xu cứu chuộc của chúng ta đã nói rằng là khi mà chúng ta làm rỗng chúng ta làm trống rỗng chính mình ạ, thì khi đó cái ý muốn của Ngài sẽ được làm nên trên đời sống của chúng ta. Right, all of us must come before God and say, God, I need you. Tất cả chúng ta cần phải đến trước ngôi của Ngài và nói rằng là Chúa ơi, con cần Ngài. Right, so often Christians struggle to set to what they think as the top. Và thường thì rất là nhiều cơ đốc nhân của chúng ta sẽ gặp vấn đề tranh chiến trong cái việc là chúng ta đang đặt cái điều gì là quan trọng trong đời sống của mình. Right, every one of us want to be at the top. Tất cả chúng ta đều luôn luôn có khát khao rằng là mình thì phải được đặt ở phía trên. Oh, I want to be the captain, I want to be the chief. I don't want to be a servant. Chúng ta là luôn luôn muốn là chúng ta phải là người lãnh đạo, người thủ trưởng, người cấp trên. Right? Many of us like to order people around. Hey, you do this. Hey, you do that. I'm the boss. Rất là nhiều người trong số chúng ta thì rất là thích ra lệnh cho người khác đúng không ạ? Chúng ta giao việc cho những người khác. Nào anh làm đi, chị làm đi. Đó và chúng ta cư xử như là một ông chủ vậy. Right, when we think
when we think that when we are at the top, we are very powerful and God will use us. Và bởi cớ có một lý do là vì sao chúng ta lại mong muốn điều đó. Chúng ta nghĩ rằng là khi mà chúng ta ở trên á, chúng ta có địa vị cao ấy, thì đó là khi mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta một cách quyền năng. Right, I got news for you. If you want to be used by God, we need to be humble. We need to be a servant. Nhưng mà tôi có một tin tức dành cho ông bà anh chị em. Đấy là nếu như ông bà anh chị em chúng ta muốn được sử dụng bởi Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải khiêm nhường và chúng ta phải trở nên người đầy tớ. Jesus says, I come to serve, not to be served. Và lời của Chúa, lời của Đức Chúa Trời có nói rằng là Chúa Giêsu nói rằng là ta đến để phục vụ chứ không phải là để được phục vụ. So my brother, my sisters, let us learn to be humble before God. Thế nên ông bà anh chị em ơi, chúng ta hãy cùng học với nhau cách để chúng ta hạ mình trước Ngài. Many of us want to be at the top. Rất là nhiều người trong số chúng ta là muốn trở nên những cái người đứng ở những cái vị trí đầu quan trọng. But how you reach the top is another question altogether. Nhưng mà cái câu hỏi là làm thế nào mà chúng ta có thể đi lên được ở những cái vị trí ở bên trên ấy, thì nó lại là một cái câu hỏi. Right, many Christians, you know, they write down a long list of what they have done. Và có rất là nhiều cơ đốc nhân thì bị rơi vào cái tình trạng đấy là chúng ta đứng một mình rất là lâu. Right, they write all this with the hope that one day they'll be able to give it to God and say to God, see what I have done for you. Bởi vì là chúng ta luôn có một cái khao khát rằng là khi mà chúng ta đi là hoặc là chúng ta làm những cái việc đó rồi, đến lúc chúng ta sẽ có cơ hội nói với Chúa là Chúa ơi, hãy nhìn xem những việc mà con đã làm được cho Ngài rồi đây này. Oh, be very careful if we do that. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta làm điều đó. If we look at the scripture, Jesus said, many will come to him, Lord, I cast out demon in your name, I do this in your name. And what did Jesus say? I do not know you. Bởi vì ông bà anh chị em chúng ta nhớ ở trong Kinh Thánh có một phân đoạn Chúa Giêsu nói rằng là ngày sau sẽ có nhiều người đến với ta và nói rằng là Chúa ơi, con đã đuổi quỷ, con đã làm quyền phép, con đã làm rất nhiều chuyện lớn lao, nhưng mà Chúa Giêsu lại nói rằng là nhưng mà ta không biết các người. You see, the Bible says our righteousness are like filthy rag in the sight of God. Lời Đức Chúa Trời cũng nói với chúng ta rằng là cái sự công chính của chúng ta chỉ như là cái tấm áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. You can come to God with a long list, God, I do this, I do that, I do this, but if you do not do it from a sincere heart, you know, if you do it, you do not do it for the glory of God, but do it for your own glory, then God is not pleased with it. Ông bà anh chị em chúng ta có thể đến trước Chúa và với một cái danh sách dài ngoằng những cái việc mà chúng ta đã làm cho Ngài, nhưng nếu những công việc đó không phải vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà bởi cớ vinh hiển của chúng ta thì điều đó chẳng là chi trước mặt Đức Chúa Trời đâu ạ. You see, God never accept us on the basis of what we have done. Đức Chúa Trời sẽ không tiếp nhận chúng ta dựa trên những cái danh sách, những cái trang giấy ghi lại những việc mà chúng ta đã làm đâu ạ. Rather, God receive us because of what Jesus Christ has done on the cross. Hallelujah. Nhưng mà tất cả chúng ta đã được tiếp nhận vào nơi nhà của Đức Chúa Trời bởi cớ Đức Chúa Giêsu đã đổ huyết của Ngài ra để đền mọi tội lỗi cho chúng ta mà thôi. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Tomorrow, this Sunday is going to be Palm Sunday. And next Friday is going to be Good Friday. Chủ nhật tuần này đúng không ạ? Những cái tuần trong những tuần tiếp theo thì chúng ta đang có kỳ lễ Thương Khó và Phục Sinh ạ. Right, because of what Jesus has done on the cross at Calvary on Good Friday, it is that reason God accept us. Hallelujah. Và bởi cớ Chúa Giêsu đã chết trên đồi Gô-gô-tha để đền mọi tội lỗi của chúng ta cho chúng ta mà chúng ta có một ngày thứ sáu tốt lành và vì thế mà chúng ta được lại gần với Đức Chúa Trời. Right, if you have your Bible, you turn to Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ông bà anh chị em chúng ta có Kinh Thánh, hãy dở cùng tôi đến Ephesos chương 2, câu 8 đến câu 9 ạ. Tôi xin phép được đọc lời của Chúa. Vì bởi ân điển, vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.
cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Amen. Yeah, it's very clear. It is not what we have done. It is what Jesus has done for us on the cross. Lời Chúa nói rất rõ ràng cho chúng ta rằng là chẳng phải do công việc của chúng ta đâu, nhưng mà đó là tặng phẩm từ nơi Đức Chúa Trời bởi cớ Chúa Giêsu đã đổ huyết cho chúng ta. Right, we are saved by grace. Chúng ta được cứu bởi ân điển. Not of our own work. Chứ không phải bởi việc làm của chúng ta. It is a gift from God. Và đó là món quà từ Thiên Chúa. Right, the Bible says that not of what? Not of our work, but lest any man should boast about it. Lời Chúa nói rằng là không phải do việc làm của anh em, để tất thể anh em đều không thể tự hào. So you see very clearly, you know, God don't look at our work. Ông bà anh chị em, chúng ta thấy một cách rất rõ ràng rằng Đức Chúa Trời không nhìn vào công việc của ông bà anh chị em. It's not what we do that get that make us safe. Không phải là bởi việc làm của chúng ta mà bởi cớ đó chúng ta được an toàn, chúng ta được cứu đâu ạ. But it is the finished work of Jesus Christ on the cross at Calvary. Nhưng mà bởi công việc đã hoàn tất của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Right. So keep this in mind as we enter into this Passion Week. Hallelujah. Và khi mà chúng ta bước vào trong cái mùa thương khó phục sinh. So when come Good Friday, you know why God did this for us. Và khi mà chúng ta nhớ đến thứ sáu tốt lành, chúng ta cần phải nhớ đến cái lý do này. Right, that is why. This is why God instructs us to stop depending on what we can accomplish and instead rely on Him. Đó chính là lý do mà Chúa hướng dẫn chúng ta rằng là chúng ta đừng có phụ thuộc vào cái công việc của mình, nhưng thay vào đó phụ thuộc vào Ngài. Right. Stop depending on our own strength. Stop depending on what we can accomplish, but rely and depend on Jesus Christ. Chúng ta hãy dừng cái việc cậy trông vào cái sức riêng của mình, cậy trông vào những cái thành tựu, những cái nỗ lực của cá nhân mình, nhưng thay vào đó hãy phụ thuộc vào Chúa Giêsu Christ. Right, you can turn your Bible to Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Ông bà anh chị em, chúng ta hãy cùng dở với tôi ra sách Châm Ngôn chương 3 từ câu 5 đến câu 6 và tôi xin phép được đọc. Right, hãy hết lòng. Yes. Can you read it for me, sister again? Yes. Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6 chép rằng: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Hallelujah. Hallelujah. The Bible instructs us to trust in the Lord with all our heart and lean not unto our own understanding, but in all our ways acknowledge Him and He will direct our paths. Hallelujah. Lời Chúa nói với chúng ta một cách rõ ràng là đừng có nương cậy vào sự thông sáng của cá nhân chúng ta, nhưng hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối và chính Ngài sẽ là đấng sẽ dẫn dắt và san bằng mọi nẻo đường của chúng ta. Hallelujah, có tuyệt vời. Hallelujah. Right, this is what we ought to do as a believer if we want to be used to the maximum by God. Và đây chính là điều mà tất cả ông bà anh chị em chúng ta cần phải ghi nhớ và bước theo để chúng ta, nếu chúng ta mong muốn được trở nên hữu dụng nhất trong Chúa, để Ngài có thể sử dụng ông bà anh chị em. Amen. Amen ạ. Amen. This is not just for salvation. Cái điều này không phải chỉ dành cho sự cứu chuộc mà thôi. But for every area of our life. Nhưng trong mọi khía cạnh và lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Right, God says God calls us to repent of our sinful habit. Chúa kêu gọi chúng ta để chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài. Stop relying on our own strength and our own power. Hãy dừng cái việc sử dụng hoặc là tin cậy vào cái sức riêng hay là cái kỹ năng kiến thức mà chúng ta vốn có. Put away our prideful desire.
Hãy đặt sang một bên tất cả những cái tham vọng, những cái ước muốn, những cái dục vọng cá nhân của chúng ta. Until we can truly say. Cho đến khi mà chúng ta thực lòng và có thể nói rằng all that I am and all that I have is God. Tất cả những gì mà con có, tất cả những gì mà mọi thứ trong đời sống của con đều là của Ngài, Chúa ơi. God is in me and I am in God. Con ở trong Ngài và Ngài ở trong con. And that's all that is important. That's all that matters. Và đó là những cái điều quan trọng nhất. Hallelujah. Can we stand before God and say, God, all that I am, all that I have is in you. Hallelujah. Ông bà anh chị em, chúng ta có thể dành một vài giây để chúng ta nói rằng, Chúa ơi, tất cả con người của con, tất cả những gì con có đều là thuộc về Ngài. Right, we must come before God with a broken spirit and a contrite spirit. Chúng ta cần phải đến trước ngôi của Ngài, đến trước mặt của Chúa với một tấm lòng ăn năn, với một tấm lòng thống hối, với cả một sự tan vỡ ở trong tấm lòng của chúng ta. When we come before Him in such manner, God will lift us up and God will begin to use us. Và khi chúng ta đến với Ngài với một tâm thế như thế, thì giờ phút đó Chúa sẽ nhấc chúng ta lên và Ngài sẽ bắt đầu sử dụng chúng ta. Do not allow pride to come into our heart. Hãy cẩn thận đừng để sự kiêu ngạo bước vào trong lòng của chúng ta. Right, the Bible says pride cometh before a fall. Sorry, Pastor. A pride. Pride come before a person fall. Okay. Lời Chúa nói rằng là sự kiêu ngạo đi trước, đúng không ạ? Sự sa ngã theo sau. God wants to strip away, you know, take away everything that is not from Him, from you, that is not of Him, from you. Và Chúa muốn lột bỏ khỏi ông bà anh chị em tất cả những gì không thuộc về Ngài. So that he can begin to fill you and begin to do a work in your life so that you become be useful to Him. Và sau đó thì chính Ngài sẽ đổ đầy cho ông bà anh chị em và Ngài sẽ sử dụng ông bà anh chị em. Tonight I ask you a question. What is God stripping away or taking away from your life? Và buổi tối ngày hôm nay tôi muốn đặt một câu hỏi cho ông bà anh chị em rằng là Chúa đang muốn hoặc là Ngài đã lột bỏ cái điều gì, đã cất đi điều gì khỏi đời sống của ông bà anh chị em. What another question I want to ask you is what do you trust in more than the Lord? Tôi muốn hay có một câu hỏi nữa rằng là có cái điều gì ông bà anh chị em đang trông cậy vào hơn là Chúa? Allowing God to take away all those things that is not right in your sight is very painful. Và việc để cho Chúa hành động trong lòng của mình, cất đi khỏi mình những cái điều đó thực sự là một quá trình đau đớn. But if you allow Him to do that, nhưng nếu ông bà anh chị em cho phép Ngài làm điều đó, right, you will come out a better and a more powerful Christian. Ông bà anh chị em sẽ được biến đổi, sẽ được bước ra với một hình ảnh mới, trở thành một con người tốt hơn, đầy quyền năng hơn cho Đức Chúa Trời. Right, John the Baptist says no. He must increase, I must decrease. Và Giăng Baptist ở trong sách Giăng chương 3 câu 30 thì có nói rằng Ngài phải được tôn cao, còn ta phải hạ xuống. In order for God to use you to the maximum. Để Ngài có thể sử dụng ông bà anh chị em một cách tối đa. We must say God, oh you must increase in my life and I must decrease. Hallelujah. Ông bà anh chị em ơi, hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài phải được tôn cao, còn con phải hạ xuống. Hallelujah. Amen. 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 God, you see, God will break your dependence upon anything other than Himself. Và khi ông bà anh chị em chúng ta tuyên bố điều đó, Chúa Ngài sẽ bẻ gãy tất cả những cái ách mà ông bà anh chị em, những cái sự phụ thuộc của ông bà anh chị em vào những điều không phải đến từ Ngài. No matter how long it will take or how difficult the process may be. Kể cả cái tiến trình đó có mất bao nhiêu thời gian và có khó khăn chừng nào đi chăng nữa. Right, God
is committed to bringing you to a place of wholeness and spiritual maturity. Chúa có cam kết để biến đổi ông bà anh chị em trong một tiến trình để trở nên thánh hóa và để rồi ông bà anh chị em chúng ta được trưởng thành ở trong Ngài. Hallelujah. God wants to make you into the likeness of his son Jesus Christ. Đức Chúa Trời, Ngài muốn biến đổi ông bà anh chị em của chúng ta trở nên ngày càng giống với con của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Amen. How many of you want to be like Jesus Christ? Có bao nhiêu trong số ông bà anh chị em trong phòng nhóm này chúng ta khao khát được trở nên giống với Chúa Jesus Christ ạ? Chúng ta có thể giơ tay được không ạ? So allow God come before him in a contrite spirit, come before him in brokenness and allow God to shape you, allow God to mold you, allow God to make you like his son Jesus Christ, into the likeness of his son Jesus Christ. Nên ông bà anh chị em ơi, hãy đến với Chúa một với một tấm lòng ăn năn thống hối, với một tấm lòng tan vỡ và cho phép Ngài được vận hành, được xử lý ông bà anh chị em, được nhào nắn ông bà anh chị em như một người thợ gốm và để rồi Chúa Ngài có thể sử dụng ông bà anh chị em. Right. He wants to make us like his son Jesus Christ so that he can work through you and I and bring others to wholeness and spiritual maturity through our testimony. Hallelujah. Ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta trở nên giống như con của Ngài, đấy là Đức Chúa Jesus Christ, bằng cách là Ngài sẽ xử lý ông bà anh chị em của chúng ta và qua đời sống của chúng ta và chính qua cái lời chứng của ông bà anh chị em của chúng ta cũng sẽ rờ rạc đến những con người khác và khiến cho họ được biến đổi và cũng trở nên trưởng thành trong Đấng Christ. Okay. Can the world see Jesus in you? Tôi muốn đặt ra một câu hỏi cho ông bà anh chị em rằng là liệu thế giới có đang được nhìn thấy Đức Chúa Giêsu trong đời sống của ông bà anh chị em không? Let us come before God. God, shape me, mold me, make me like your son Jesus Christ. Ông bà anh chị em ơi, hãy đến trước ngôi của Ngài vẫn nói rằng Chúa ơi, xin hãy biến đổi con, xin hãy nhào nặn con, xin hãy xử lý con để con trở nên giống như con của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Hallelujah, so that people can see God in our life. Hallelujah, và Chúa ơi, để rồi người ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh của Ngài trong con, chứ không còn phải là hình ảnh của con nữa. That we can bring wholeness to the world. Để rồi chúng ta có thể mang cái sự trọn vẹn, cái sự toàn vẹn đó được bày tỏ cho thế giới. Right, can you turn to Romans chapter 8? Verse 29. Ông bà anh chị em hãy dở cùng tôi đến Roma chương 8 câu 29. Now what does Romans 8:29 says? Về Roma chương 8 câu 29 thì nói cái điều gì ạ? Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Right. It's very clear, right? He wants us to be like his son Jesus Christ. Lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta một cách rất rõ ràng là Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên giống với hình ảnh của con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. And also 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7. Và cũng ở trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 1 từ câu 3 câu 7 có chép rằng: Can you read it, my sister? Chúc tạ Đức Chúa Trời Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào mà họ gặp. Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. Nếu chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi. Hoặc nếu chúng tôi được an ủi, ấy là để anh em được an ủi, là sự an ủi mà anh em kinh nghiệm được khi nhẫn nhục chịu đựng những đau đớn mà chúng tôi đã chịu. Niềm hy vọng của chúng tôi nên anh em thật vững chắc, vì biết rằng khi anh em dự phần trong sự đau đớn, thì cũng sẽ được dự phần trong sự an ủi. Hallelujah. 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 Amen. You see, the word, of, amen. The word of God is alive. The word of God is given to us to correct us, to teach us,
and to build us up to be like his son Jesus Christ. Lời của Chúa là lời sống động được dùng để cho việc sửa trách, dạy dỗ, bẻ trị và gây dựng chúng ta để trở nên hình ảnh của con Ngài. Maybe tonight, many at this point of your life, you are facing a time of brokenness and you feel as though the emotional pain is more than you can bear. Và vào thời điểm này trong cuộc đời ông bà anh chị em, có thể có ai đó đang phải đối diện với những cái sự đổ vỡ, những cái nỗi đau về mặt tinh thần mà ông bà anh chị em chúng ta tin rằng là quá sức chịu đựng của mình. Or maybe or perhaps at this point of time you are dealing with a series of disappointment that you have completely undermined your sense of security. Và có thể rằng là ông bà anh chị em vào thời điểm này chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều nỗi thất vọng và cái điều đó khiến cho chúng ta không còn ở trong cái sự bình an nữa mà chúng ta cảm thấy có cái sự lo lắng. Whatever you are facing at this point of time in your life. Và bất kể là điều gì mà ông bà anh chị em chúng ta đang phải đối diện trong thời điểm này trong cuộc đời của mình. I want to encourage you, my brother and my sisters. Tôi muốn khích lệ ông bà anh chị em. Instead of becoming fearful, thay vì trở nên sợ hãi, ask the Lord to reveal what He is teaching you. Hallelujah. Hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu hỏi Ngài rằng Ngài đang dạy dỗ ông bà anh chị em điều gì. Right? When we face problems, when we face trials, when we are in emotional pain, when we are in brokenness, when we're disappointed, we don't ask. Right, God, what are you teaching me? What are you speaking to me? We don't. Nhiều khi ông bà anh chị em chúng ta đã bỏ lỡ mỗi khi mà chúng ta gặp phải những cái sự thất vọng, những cái sự thử thách, hoạn nạn hoặc là đối mặt với rất là nhiều những cái tình huống khác, chúng ta quên mất rằng chúng ta cần phải cầu hỏi với Đức Chúa Trời rằng Ngài đang dạy chúng ta điều gì. Oh, but we complain. Và thay vào đó chúng ta thường dành thời gian cho sự than vãn, than phận, than phiền, lầm bầm. We say, God, why you are not fair? Why I'm your son, I'm your daughter? Why you are making me going through all this brokenness, going through all this pain? Và chúng ta sẽ thường than thở rằng là, Chúa ơi, con là con trai, con gái của Ngài mà. Tại sao cái điều này lại xảy đến với con? Tại sao con phải trải qua cái sự đổ vỡ này? Tại sao con phải chịu đựng cái sự đau đớn này? Right, instead of complaining, instead of grumbling, I encourage you, my brother, my sisters, to come before God. You know, instead of becoming fearful, I encourage you to come before God and God, tell me, what are you trying to teach me through all this disappointment, all this difficult time that I'm facing? Và tôi khích lệ ông bà anh chị em là chúng ta đừng có sợ hãi. Thay vì lầm bầm và than phiền, thì chúng ta hãy đến trước Ngài, hãy cầu hỏi Ngài rằng, Chúa ơi, rốt cuộc Ngài đang muốn dạy dỗ con điều gì ở thông qua những cái thử thách, những cái hoạn nạn này? If you have not done that, I encourage you to do that tonight. Nếu ông bà anh chị em chúng ta chưa làm điều đấy, hãy làm điều đó ngay trong buổi tối ngày hôm nay. And you will see what God has in store for you. Và ông bà anh chị em ơi, chúng ta sẽ có được cái sự nhận biết Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta về cái điều gì mà đang ẩn chứa đằng sau những chuyện mà ông bà anh chị em đang gặp phải. Whatever you are going through tonight, what you're going through your life, remember this, God says all things works for good to them that know, that love their God. Và ông bà anh chị em, bất kể là ông bà anh chị em chúng ta đang phải đối diện với điều gì, ông bà anh chị em hãy nhớ lời của Chúa nói rằng mọi sự hiệp lại đều có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. God says, you know, in this world, I have a good plan for you. Lời Chúa nói rằng ta có một kế hoạch tốt lành cho con. Right, if facing trials and facing brokenness, facing disappointment tonight, I want you to know God is with you. Và ông bà anh chị em, nếu ông bà anh chị em là những người đang phải đối diện với sự thất vọng, với sự thử thách, với những cái sự đổ vỡ, ông bà hãy nhớ rằng, ông bà anh chị em hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời Ngài ở cùng với ông bà anh chị em. If only we would quiet down our spirit and say, God, what are you teaching me tonight? What are you teaching me through all these difficult things I'm facing? And you will come out victorious, you come out a better Christians. Hallelujah. Ông bà anh chị em ơi, hãy dành thời gian buổi tối ngày hôm nay đến trước Ngài, cầu hỏi Ngài rằng, Chúa ơi, rốt cuộc Ngài đang muốn dạy dỗ con điều gì?
và sau đó chúng ta sẽ được bước ra trong một cái sự tươi mới và chúng ta trở nên một cơ đốc nhân tốt hơn. Right, the Apostle Paul faced such a time of suffering. Sứ đồ Phao-lô của chúng ta cũng phải đối diện với rất nhiều sự thử thách hoạn nạn. And he wrote in 2 Corinthians chapter 12 verse 8, he says, I implore the Lord 3 times that it might leave me. Và ở trong sách Roma chương 12, xin lỗi ông bà anh chị em, ở trong sách Corinto nhì chương 12 câu 8 thì Phao-lô đã nói rằng là đã 3 lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Oh, Paul has a ton of flesh in his body and he tell God 3 times, God, remove this pain, remove this thorn from me. Ông bà anh chị em chúng ta nhớ đúng không ạ? Phao-lô có một cái rằm ở trong thân thể và ông ấy đã cầu nguyện với Chúa tận 3 lần rằng là Chúa ơi, xin hãy xử lý cái này cho con. But God did not remove it from him. Nhưng mà rồi Đức Chúa Trời cũng không lấy cái rằm đó ra khỏi cơ thể của Phao-lô. But even though God did not remove that thorn in his flesh, you know, God, I want you to know God help Paul to understand. Và mặc dù là Đức Chúa Trời không lấy cái rằm đó ra khỏi thân thể của Phao-lô, nhưng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Phao-lô hiểu được. Right. God help Paul to understand that the thorn, right, that was in him was given to God did not remove that thorn in his flesh so that to keep him from exalting himself and from relying on anything other than God himself. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Phao-lô rằng Ngài có lý do khi mà Ngài không cất đi khỏi Phao-lô cái rằm đó. Đó là để giữ cho Phao-lô không tự tôn cao mình lên và phải hoàn toàn phụ thuộc vào nơi Đức Chúa Trời. Right, sometimes, you know, God did not remove problem from us so that he keep us, to make us humble, to make us depend on him. Ông bà anh chị em ơi, có đôi lúc Đức Chúa Trời Ngài sẽ không cất đi khỏi chúng ta những cái vấn đề trong đời sống của chúng ta đâu. Bởi cớ Ngài dùng cách đó để khiến cho chúng ta hạ mình và phụ thuộc vào Ngài. Hallelujah. You can find this in 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11. It talks about the thorn of flesh that Paul is facing. Ông bà anh chị em chúng ta có thể tìm đến cái phân đoạn này ở trong sách Corinto nhì chương 12 từ câu 7 đến câu 11. Right, you can read it on your own, right? But ông bà anh chị em chúng ta hãy tự đọc phân đoạn kinh thánh này nhé. Well, we can learn something from scripture, right? We can read something from Paul. Và chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ học được một điều gì đó từ nơi sứ đồ Phao-lô. The Lord also taught the Apostle Paul that his grace would always be sufficient for all of Paul's weaknesses. Hallelujah. Và lời Chúa cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có phán với Phao-lô rằng là ân điển của Ngài là đầy đủ, là dư dật cho Phao-lô trong mọi hoàn cảnh. Just like God's grace is enough for Paul, it is enough for us. Hallelujah. Và tương tự như vậy, ân điển của Đức Chúa Trời dư dật cho đời sống của Phao-lô thì cũng sẽ dư dật cho đời sống của ông bà anh chị em. Hallelujah. Amen. The same is true for you and I. Whenever we experience brokenness, God's grace shows you how God's grace can sustain and mature us. Ông bà anh chị em ơi, tương tự như vậy thì bất kể là chúng ta đang phải đối diện với những cái sự đổ vỡ như thế nào thì ân điển của Ngài là đủ cho tất cả chúng ta, là đủ để giúp cho chúng ta đứng vững và để rồi giúp cho chúng ta trưởng thành ở trong Ngài. Right, God will show you how to relinquish your reliance on earthly form of security. Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hướng dẫn ông bà anh chị em của chúng ta để chúng ta có thể học được cách đứng vững khi mà chúng ta ở trên đất này. And he will teach you how to rest in his wonderful provision and love. Hallelujah. Và chính Ngài cũng sẽ dạy ông bà anh chị em chúng ta học được cách an nghỉ ở trong sự cung ứng và trong tình yêu của Ngài. Hallelujah. 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 Right. In this way you grow into the likeness of Jesus Christ.
Và bằng cách này, ông bà anh chị em của chúng ta sẽ được tăng trưởng, trưởng thành để trở nên giống với hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ. And you are prepared for future service, future ministry. Hallelujah. Để ông bà anh chị em chúng ta được chuẩn bị, được trang bị cho những mục vụ trong tương lai. Can you say an amen to this? Hallelujah. Ông bà anh chị em chúng ta có thể nói amen không ạ? God will use you. God will use you, my brother, my sisters. Đức Chúa Trời ngài sẽ sử dụng ông bà anh chị em. Right, God. You see, Peter. Right, Peter wrote, "Beloved, do not be surprised at the fiery ordeals among you." Và Peter có viết rằng là ông chúng ta. Thưa anh chị em yêu dấu thì khi mà lửa thử thách đến thử nghiệm ông bà anh chị em ấy thì đừng có ngạc nhiên. Maybe you can read from 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. Vâng, tôi xin phép được đọc lời Chúa ở trong sách Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 12 đến câu 13 thì chép rằng: Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường, nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Hallelujah, you learn something from these two verses. Ông bà anh chị em của chúng ta có học được điều gì từ trong hai cái câu này không ạ? Right. Peter said, "Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you." Phi-e-rơ nói rằng là hãy đừng có ngạc nhiên bởi khi mà lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em. Which come upon you for your testing. Bởi vì những cái thử thách hoạn nạn này được đến để thử thách ông bà anh chị em mà thôi. As though some strange thing is happening to you. Và khi những điều này xảy đến cho đời sống của ông bà anh chị em. Right, to the big, but he's telling us that all these things is happening to you, but to so that you can share the suffering of Christ. Hallelujah. Và lời Chúa nói rằng là tất cả những cái điều xảy đến đó đều chỉ nhằm một mục đích thôi ạ, để giúp cho ông bà anh chị em được dự phần vào sự thương khó về Đấng Christ. Điều đó có tuyệt vời không ạ? Hallelujah. Right. Peter said, "Keep on rejoicing, so that also at the time, at the revelation of His story, of His glory, you may rejoice with exaltation." Phi-e-rơ nói rằng là ông bà anh chị em ơi, chúng ta hãy vui mừng, hãy tiếp tục vui mừng để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, thì ông bà anh chị em chúng ta được vui mừng và hoan hỷ. Right, my brother, my sister, keep in mind that God uses brokenness to deepen our understanding. Ông bà anh chị em hãy nhớ một điều vô cùng quan trọng rằng chính những cái sự đổ vỡ, những cái sự tan vỡ của chúng ta là cách mà Đức Chúa Trời sử dụng để mà Ngài giúp cho chúng ta có thể hiểu một cách sâu sắc hơn sự mầu nhiệm trong lời của Ngài. In at least three ways. Trong ít nhất là ba cách. Right, when number one, you gain a new perspective of His mercy and provision and learn to depend on Him more. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ học được qua những điều này là gì ạ? Chúng ta sẽ có được một cái góc nhìn, một cái nhận biết mới về sự thương xót, về sự cung ứng và về tình yêu của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Right, God sometimes uses brokenness to deepen your love for Him, to deepen your dependence on Him. Đôi khi Chúa sử dụng những cái điều khó khăn, thử thách, hoạn nạn hay những cái sự đổ vỡ đó trên đời sống của chúng ta để làm sâu sắc hơn cái tình yêu của chúng ta với Ngài và để làm gia tăng cái sự phụ thuộc của chúng ta vào Ngài. Right, I've said to you the first way just now, and then the second one is as you are broken, as you learn to depend on God, you develop a more complete comprehension of yourself. Và còn một điều thứ hai nữa, đó là chính ở trong những cái hoàn cảnh mà khi chúng ta cảm thấy rất là bất lực, khốn khổ như vậy, thì Đức Chúa Trời lại khiến cho chúng ta có được cái sự nhận biết, gia tăng cái sự nhận biết về chính bản thân mình. Right, the third things we can learn is that, you know,
our compassion and understanding for others, for other people's suffering grow. Hallelujah. Và điều thứ ba là một điều vô cùng tuyệt vời nữa ông bà anh chị em ơi, là trong chính những thử thách hoạn nạn này thì chúng ta lại học được, chúng ta lại gia tăng được cái sự cảm thông, cái sự thương xót của chúng ta đối với những người khác, là những người cũng trải qua cái hoàn cảnh tương tự như chúng ta. Và điều đó là điều vô cùng đáng trân trọng. Hallelujah. Amen. 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 You see, learn. God, everything that God put us through is for a purpose. Và ông bà anh chị em ơi, tất cả những điều gì mà chúng ta phải trải qua, hãy luôn ghi nhớ rằng tất cả đều có mục đích cho việc đó. Are you facing a season of trials and brokenness? Ông bà anh chị em của chúng ta có liệu đang phải trải qua trong một mùa mà ở đó chúng ta phải đối mặt với quá nhiều thử thách và hoạn nạn không ạ? Then I, my brothers and sisters, I encourage you to take hold of the promise of God found in Jeremiah chapter 15. Verses 19 to 21. Và ông bà anh chị em ơi, nếu như ông bà anh chị em chúng ta ở trong giai đoạn này, thì hãy giữ vững lời hứa của Chúa được chép trong sách Jeremy 15. Chapter 15, verses 19 to 21. Đấy là lời của Chúa trong sách Jeremy chương 15 câu 19 cho đến câu 21. Can you read for them, sister? Yes. Jeremy chương 15 câu 19 đến câu 21 chép rằng: Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, nếu con quay trở lại, ta sẽ phục hồi con, cho con đứng trước mặt ta. Nếu con làm cho điều cao quý lìa khỏi điều hèn hạ, thì con sẽ như miệng ta. Chúng sẽ quay về với con, nhưng con không quay về với chúng. Ta sẽ khiến con làm tường đồng kiên cố cho dân này. Chúng sẽ đánh với con, nhưng không thắng nổi con. Vì ta ở với con để cứu con và giải thoát con. Đức Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ rút con khỏi tay kẻ ác và chuộc con khỏi quyền lực kẻ bạo tàn. Amen. To put it very simply for us to understand, it says that if you extract the precious from the worthless, you will become God's spokesman or spokeswoman. Chúng ta có thể cắt nghĩa câu này một cách đơn giản để hiểu. Khi mà chúng ta xử lý và chúng ta vượt qua những cái áp lực của thế gian này, thì rồi chúng ta sẽ trở nên một cái chứng nhân, chúng ta sẽ trở thành môi miệng để bày tỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời. Right, if we, my brothers and sisters, trust in God and learn from him through our trials, he will reveal himself to us and work through us in wonderful ways. Ông bà anh chị em ơi, khi mà chúng ta tin cậy vào Ngài, đặc biệt là ở trong những cái thời gian thử thách hoạn nạn này, thì qua những cái thử thách hoạn nạn này, thì Chúa Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta và Ngài sẽ sử dụng chúng ta một cách lớn lao. Amen. Amen ạ. Amen. I will close with this. The Lord has God put us through all these trials, this tribulation, this brokenness with one goal in mind. Và khi mà Chúa Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh, những cái thử thách, những cái hoạn nạn, những cái khó khăn, những cái tan vỡ như này. God has one goal in mind for your brokenness, for your brokenness. Và Ngài luôn luôn có kế hoạch, có chương trình cho những cái điều đó. He wants to give you spiritual victory. Hallelujah. Và bởi cớ là Đức Chúa Trời, Ngài muốn ban cho ông bà anh chị em, giúp cho chúng ta học được cách đắc thắng ở trong Ngài. Right, one aim is one goal. Chúng ta is to make, is to give you spiritual victory. Hallelujah. Và bởi và chỉ có một mục tiêu, một mục đích lớn lao, lớn nhất đấy là khiến cho chúng ta trở nên được đắc thắng và được trưởng thành ở trong Ngài. So my brother, my sister, be assured, be confident. Hỡi anh chị em của tôi, hãy tự tin. That Jesus Christ can take your weaknesses and turn it into strength, hope and honor. Hallelujah. Rằng hãy tự tin rằng chính Đức Chúa Giêsu là đấng có thể biến những cái sự yếu đuối của ông bà anh chị em để bày tỏ lên sự vinh dự, để bày tỏ lên sự vinh hiển của Ngài. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God is good. God is good. God will turn your brokenness and give you spiritual victory. God will take your weaknesses and turn them into strength, hope and honor. Hallelujah. Ông bà anh chị em, một quả thật là một điều quá tuyệt vời. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tốt lành và Ngài sẽ sử dụng những cái sự yếu đuối của chúng ta để rồi trở nên sức mạnh, để trở nên sự vinh dự, để trở nên sự chiến thắng vĩ đại trong Ngài. Hallelujah. Hallelujah. So at the end of the day we can say, you know, the enemy meant it to be evil for you, but God turned it into a blessing. Hallelujah. Và khi mà chúng ta vượt qua điều đó thì chúng ta có thể nói rằng là ma quỷ cũng có kế hoạch cho đời sợ, kế hoạch để đánh bại chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời đã biến những cái sự khó khăn đó, đã biến những cái kế hoạch đó trở nên phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Amen. If Amen. God is if God is for you, who can be against you? Lời Chúa nói rằng nếu mà Ngài ở cùng với chúng ta thì ai có thể địch nổi chúng ta? Right, if God is fighting for you. Đức Chúa Trời Ngài đang chiến đấu cho ông bà anh chị em. If God is on your side. Nếu mà Đức Chúa Trời chiến đấu cho chúng ta, nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. You will come out victorious. Hallelujah. Chúng ta sẽ bước ra trong một sự vinh hiển, trong một sự đắc thắng. And you will know that no weapon formed against you shall prosper. Và chúng ta biết rằng không một khí giới nào chống nghịch lại chúng ta mà có thể địch lại được. Are you going through brokenness? Are you going through trials? Are you going through disappointment tonight? Ông bà anh chị em, chúng ta có đang phải trải qua những cái sự thử thách, những cái hoạn nạn, những cái sự thất vọng, những cái sự tan vỡ không ạ? Give it to God. Hãy dâng tất cả những điều đó lên cho Đức Chúa Trời. Right? Are you in pain? Are you in sickness? Are you going through hard and disappointing time? Give it all to God. Nếu ông bà anh chị em chúng ta đang phải trải qua những cái đau đớn, những cái bệnh tật, hãy dâng tất cả những điều đó lên cho Ngài. He has won the victory for you. Bởi vì Ngài có kế hoạch, có cái chương trình đắc thắng cho ông bà anh chị em. So trust him. Hãy tin cậy vào nơi Ngài. Keep your eyes on him. Hãy hướng mắt về nơi Ngài. Say, God, I need you, I depend on you. Và nói rằng là Chúa ơi, con cần Ngài, con phụ thuộc vào Ngài. Right. Encourage ourselves, like through the word, now I can do all things through Christ who strengthen me. Và chúng ta hãy khích lệ chính chúng ta bằng lời của Chúa rằng là con làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho con. Amen. 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 Maybe in closing, may we learn to surrender ourselves to God. May we learn to come before God in a humble manner so that God can work through us and God will lift us up. Ông bà anh chị em ơi, có lẽ là chúng ta cần phải học cách để đến trước ngôi của Ngài, đến trước mặt của Ngài và chúng ta hạ mình trước Ngài với tấm lòng tan vỡ và để cho Ngài xử lý tấm lòng của chúng ta, làm việc trong đời sống của chúng ta để rồi Ngài sẽ nhấc chúng ta lên. Right, so that God can turn our weaknesses into strength. Và để rồi Ngài sẽ biến sự yếu đuối của chúng ta trở nên sức mạnh. Turn our hopelessness into hope. Để biến cái sự vô vọng của chúng ta thành hy vọng. Turn our shame into honor. Hallelujah. Để biến cái nỗi xấu hổ của chúng ta trở nên sự vinh dự. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. I close tonight. I finish tonight. And I know there is another meeting in Vision 2033. So I want you all to also listen to that message. Yes. Vì tối ngày hôm nay tôi biết rằng là còn có một sứ điệp nữa ở trên phòng nhóm của 2033. Chính vì thế mà tôi sẽ kết thúc sớm để ông bà anh chị em chúng ta được nghe cả hai sứ điệp. So I pray that God has spoken to your heart and God has spoken to your spirit. Và tôi tin chắc một điều, tôi hy vọng rằng là lời của Chúa đã phán, đã bày tỏ, đã nói riêng với ông bà anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Amen. Amen ạ. Amen. God bless all of you. Amen. Và Chúa ban phước cho tất thể ông bà anh chị em. Thank you, sister, for that excellent and wonderful translation. I couldn't
I could not share the word of God without you. Yeah. Yeah. Praise the Lord. Amen. 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 So I don't want to close without praying for you all, you know. Yeah, okay. Và tôi sẽ cầu nguyện cho ông bà anh chị em trước khi mà chúng ta kết thúc. Perhaps I can just pray a general prayer for all of you. Và buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ cầu nguyện những cái lời cầu nguyện chung cho tất cả ông bà anh chị em ạ. And then you can go and join Vision 2033. Yeah. Và rồi ông bà anh chị em chúng ta có thể rời phòng nhóm và tham dự vào buổi nhóm của 2033. Hey man, I was sharing for Vision 2033 on Wednesday night. Và tôi cũng sẽ chia sẻ ở 2033 vào tuần sau. So let me pray for all of you and then you can join Vision 2033. Và bây giờ hãy để tôi cầu nguyện cho tất cả ông bà anh chị em ạ. Can we lift up our hands and lift up our hearts and our eyes to God? Ông bà anh chị em chúng ta hãy giơ tay, chúng ta hướng mắt, hướng lòng của chúng ta về nơi Đức Chúa Trời. Father, we thank you for the finished work of your Son on the cross at Calvary. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì công việc đã hoàn tất của con của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Father God, we thank you even though we go through brokenness, even though we go through disappointment, even though we go through to hardship. Chúa ơi, thì giờ này chúng con cầu nguyện để kể cả khi chúng con đang phải trải qua những cái sự tan vỡ, những cái sự thử thách, những cái sự khó khăn. You are there with us. Chúa, Ngài ở đây cùng với chúng con. And you will give us the victory at the end of it. Và Chúa ơi, Ngài ban cho chúng con sức mạnh nơi Ngài. And we thank you, you allow us to go through this difficult time, this brokenness with one goal in your mind. Và Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài bởi vì Chúa Ngài cho chúng con được trải qua những cái giai đoạn như thế này, những cái sự thử thách như thế này với một mục đích. That is to give us spiritual victory. Đó là để ban cho chúng con, Chúa ơi, để chúng con được trưởng thành hơn ở trong Ngài. So tonight, Father, I pray in Jesus' name. Và Chúa ơi, trong buổi tối ngày hôm nay con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. That you will take the brokenness, you will take the weaknesses, you take the disappointment of your people and replace it with strength, with hope and with honor. Và Chúa ơi, xin Chúa Ngài hãy thay thế những cái sự thất vọng, những cái sự tan vỡ, những cái sự thử thách, Chúa ơi, bằng sức mạnh, bằng hy vọng và bằng sự vinh dự. Bless your people. Chúc phước cho dân sự của Ngài. Draw them close to you. Kéo họ lại gần hơn với Ngài. In Jesus' name I pray, I commit your people into your hand. Và trong danh Chúa Giêsu, con dâng tất cả anh chị em con lên cho bàn tay của Chúa. Amen. Amen. Hallelujah. 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 God is good. God is good. Amen and amen. Chúa Trời của chúng ta là tốt lành và Ngài là đứng tốt lành. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Amen. Hallelujah. Cảm Chúa và cảm mục sư và cảm ơn cô Quỳnh Giang. Dạ, xin mời bác Đinh Công Thiện sẽ đại diện cho hội thánh gửi lời cảm ơn đến mục sư và cô ạ. Now Mr. Thiện will pray to thank you. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thay mặt cho mà mục sư Lý Hoài Bảo và thay mặt hội thánh Chúa, xin cảm ơn Chúa và cảm ơn mục sư Andrew và cô Quỳnh Giang đã có lời Chúa để chia sẻ cho hội thánh thiên ái của chúng con. Cầu xin Chúa ban ơn ban phước cho mục sư và gia đình ông mục sư. Ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước và gia đình ông mục sư nhận được mọi phước hạnh từ nơi Chúa để chức vụ của ông mục sư được tiến xa hơn nữa. Và ông mục sư sẽ có nhiều những sứ điệp để giao giảng lời Chúa cho hội thánh thiên ái của chúng con. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn mục sư. Và con xin trình dâng ông mục sư và cô Quỳnh Giang cùng với ông mục
sư Lý Hoài Bảo của chúng con với hội thánh Thiên Ái Chúa lên bóng cánh quyền năng của Chúa, và chúng con nói rằng chúng con cảm ơn Chúa, chúng con yêu Chúa và chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you for that prayer. I received it with thanksgiving. Hallelujah. Mục sư nói rằng là rất là cảm ơn vì lời cầu nguyện và tôi tiếp nhận tất cả những điều đó với tấm lòng trân trọng và biết ơn. Amen. Thank you so much. Amen. Và cảm ơn rất là nhiều. Amen. I hope to see all of you again very soon. Tôi hy vọng là sẽ rất là sớm được gặp lại tất cả ông bà anh chị em. Amen. Amen. Thank you so much. God bless everyone. God bless you, Sister Jiang. Yes. God bless you, Pastor. Amen. Thank you so much for that translation. I appreciate it so much. Okay, you're welcome. Let's praise the Lord. I don't know. You look very familiar to me. I thought I met you before. I think because I attend to Pastor Tu class, and I also have relationship with Daniela. Oh. Yes. I see. You look very familiar. I thought I met you in Vietnam before. Oh, really? Mục sư có chia sẻ là mục sư thấy tôi khá là quen, thì tôi có nói rằng là tôi có tham gia lớp học của mục sư Tú và một cái người quen nữa cùng với mục sư. I'm trying to recollect. But anyway, I hope to see you again personally in Vietnam. Yes. All right. Yes, and yes. Thank you so much. I really appreciate you. I really love all of you. And I want you to know that I'm praying for all of you. Mục sư muốn chia sẻ với tất cả ông bà anh chị em là mục sư rất là yêu ông bà anh chị em và luôn luôn nhớ đến ông bà anh chị em trong lời cầu nguyện của mình ạ. Amen. Amen. I pass back all the time to you. I see Cô Lâm is there, smiling away. và mục sư nói rằng là đã nhìn thấy cô Lam ở đấy rồi, cô Lam đang cười. Do you know that all of you have a beautiful smile? mục sư nói rằng là ông bà anh chị em có biết rằng là tất cả ông bà anh chị em đều có một cái nụ cười rất là đáng mến không ạ? And when I see cô Doi, you know. Và tôi nhìn thấy cô gì ạ? Cô Doi. Cô Doi ạ. And she always reminds me of the joy of the Lord. Yeah, xin Chúa ban phước cho mục sư ạ. Thì giờ này chúng ta có thể mở nước mở người lên, chúng ta chào nhau và chúng ta cùng nhau cảm ơn Chúa. Yes. Okay, back to you. I know you have another service going on. Good night, everyone. God bless you. Chúa chúc phước cho mọi người một buổi tối tốt lành ạ. Goodbye, Pastor. Goodbye. Cảm ơn Nam chơi, cảm ơn cô Quỳnh Giang. Thank you so much, Sister Yang. God bless you all. Thank you. God bless all of you. Thank you. God bless you.